quý vị, luật giao thông đường bộ quy định lòng lề đường và vỉa hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Nhưng hiện nay, thực trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán đang gây cản trở giao thông, cũng như tiềm ẩn tai nạn cho người đi đường và cho chính người dân có sạp hàng bay biện trên đất của đường bộ. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Vũ. Tuyến đường DT784 hướng từ cầu K13, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu và đường Bời Lời từ trung tâm thành phố Tây Ninh đi về khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Lâu nay có rất nhiều gian hàng trưng bày hàng hóa bán cho du khách đến viếng chùa. Các sạp hàng được kéo ra lòng lề đường, sát với vạch sơn trắng nét liền, dùng để phân chia các làn xe cùng chiều, không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Xe không được lấn làn, không được đè lên vạch. Do vướng phải các sạp hàng bày biện trên đường, các phương tiện giao thông phải chạy lấn làn đường do cản trở từ những sạp hàng, từ đó dẫn đến vi phạm luật giao thông đường bộ. Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, trường hợp cụ thể trên hai tuyến đường tấp nập xe cộ lưu thông là đường DT784 và đường Bời Lời, xuất phát từ nguyên nhân là để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh của chủ sạp hàng. Này tôi bán trong lòng lề đường thì đương nhiên là phải vi phạm rồi, nhưng mà tại vì tôi bán sát vô thì giờ ở trước ta để sao tôi để như vậy chứ giờ tôi biết làm sao. Giờ cứ giờ lôi ra tới ngoài đường tôi phải bắt lôi ra tôi bán chứ giờ tôi để như vậy là cũng quá vô trong rồi đó, anh thấy không, anh nhìn anh thấy kìa. Thì khách nó không có ghé, cứ ghé trên không mà không chạy hút chạy luôn là ngoài mình là không bán được, còn không ở trên vô hết thì mình dưới vô thì cũng vậy bán vậy đó, nó đơn vậy, nó đồng lọt nhau thì nó vậy bán, còn cứ ở trên thì nằm lúc mẹ ngoài đường, còn mình lúc mẹ trong cái người ta chạy cái người ta mua cho đó, mà không ta chạy hút luôn, người ta không thấy được cái quầy của mình, chạy qua luôn vậy đó. Đề nghị nhà nước là vô giờ có mà quy định để mua bán tới đâu lòng lề đường vậy nè, nó cho nó dễ. Tôi cũng đây tôi cũng sợ nguy hiểm giao thông lắm chứ, đường này đường quốc lộ mà, tại vì giờ thứ nhất là vẫn chặt quá, thứ hai nữa là treo khuất không thấy mới lôi ra thôi. Thì em muốn là con đường này mỹ quan hơn, tại vì một là gần khu du lịch, hai nữa là nó có mỹ quan cái đô thị nhiều hơn, nên em muốn là mọi người là tém xích vô là cho thí dụ như người trước người sau để cho mà thấy để bán. Cuộc sống mưu sinh thì ai cũng vậy thôi, em muốn như vậy. Là một hai nữa là lấn chiếm lòng lề đường, lỡ thí dụ xảy ra tai nạn này, xảy ra giao thông này, lỡ có chuyện sự cố gì thì không tốt cho mấy người đó. Tình trạng sử dụng trái phép đường bộ để kinh doanh gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo luật giao thông đường bộ và các nghị định của chính phủ. Ngoài việc bị áp dụng hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tùy vào từng hành vi cụ thể. Những hành vi lấn chiếm lòng lề đường này đã được lực lượng chức năng xử lý, nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn tái diễn từ năm này sang năm khác. Vẫn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, làm nơi buôn bán, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây cản trở và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết, xây dựng ý thức, chấp hành pháp luật, thì các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần kiên quyết hơn nữa với những trường hợp vi phạm, lặp lại trật tự đô thị, hình thành thói quen mua bán đúng nơi, đúng chỗ, làm cho bộ mặt đô thị sạch, đẹp, thông thoáng hơn trong mắt người dân cũng như du khách khi đến với Tây Ninh.